Báo chí thế giới đang dự đoán sốc về trận đấu giữa Việt Nam và Oman, cả châu Á bất ngờ. Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đưa ra những dự đoán về kết quả của cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Oman diễn ra vào tối ngày 24 tháng 3. Hiện tại, cả đội tuyển Oman và Việt Nam đều hết cơ hội giành vé tham dự World Cup 2022 khi mới chỉ có lần lượt 3 và 8 điểm sau 8 trận đấu. Nhưng không vì thế mà cuộc đọ sức của hai đội mất đi sự hấp dẫn vì mỗi bên đều có mục tiêu riêng. Trong những ngày qua đã có rất nhiều tờ báo trên thế giới đã đưa ra những dự đoán về kết quả của trận đấu này. Tờ Watch nhận định, thời tiết thay đổi nhất ở Hà Nội sẽ là một khó khăn đối với Oman. Ngoài ra, các đội bóng hàng đầu châu Á đều tỏ ra sự khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình và Oman không phải là ngoại lệ. Oman khó có thể tái hiện lại kết quả ở lượt đi. Với những lợi thế trên thì tờ Watch tin rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vượt qua đại diện Tây Á bằng trận thắng sát nút 2-1. Trong khi đó, tờ Sport Keda lại khẳng định đây là một trận đấu thủ tục nên hai đội thi đấu không quyết tâm và Việt Nam sẽ phải nhận thua ngay trên sân nhà. Cả hai đã hết cơ hội giành vé tham dự World Cup, chính vì vậy đây chỉ là một trận đấu mang ý nghĩa thủ tục. Trong quá khứ, Việt Nam từng thua Oman cả 3 lần gặp mặt, ở lượt đi họ cũng thất bại 1-3. Tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục thua trong trận đấu này. Tỷ số có thể là 2-1 nghiêng về đội khách, tờ này viết. Theo một tờ báo khác, Smallmo khẳng định, đội bóng áo đỏ đang thi đấu không được tốt, mới chỉ có một duy nhất một trận thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ngoài ra, việc để thủng lưới đến 17 bàn sau 8 trận cũng là một con số hết sức là thiếu ấn tượng. Không chỉ vậy, đối thủ lần này của đội tuyển Việt Nam lại là Oman, một đội hình có chất lượng tốt và cũng đang chơi ấn tượng tại vòng loại cuối của World Cup 2022. Tất nhiên, Oman đang mạnh hơn Việt Nam và họ cũng sẽ thi đấu khá tốt. Oman sẽ thắng 2-1, tờ này cho hay. Theo lịch thì trận đấu giữa Việt Nam và Oman sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 3 trên sân vận động Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam làm cách nào chống đòn tủ của Oman? Những bàn thua ở trận lượt đi là một bài học đau đớn cho đội tuyển Việt Nam phải rút kinh nghiệm trong cuộc tái đấu với Oman. Những quả phạt góc của Oman thật sự là một cơn ác mộng đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ rõ sự bối rối và hoàn toàn mất phương hướng trước chiêu trò của các cổ động viên gọi vui là rối bu của đối thủ, để rồi nhận bàn thua mà tính then chốt ở đầu hiệp 2. Áp sát thủ môn trong những tình huống phạt góc không phải là chuyện hiếm trên sân cỏ, tuy nhiên dùng đến 2, 3 hay thậm chí là 5 cầu thủ ép sát vào khung thành đối thủ, nhưng cách mà đội thủ Oman thực hiện là một bài vở kỳ quặc. Trên thực tế, Oman không chỉ là dùng chiêu phạt góc này với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên thì đội bóng Tây Á không thành công lần nào với ngoài bàn thắng vào lưới của thủ môn Nguyễn Văn Toàn. Về mặt lý thuyết, hóa giải đòn tủ từ cột cờ góc của Oman không khó. Sự chủ động của thủ môn là yếu tố then chốt. Nguyễn Văn Toàn trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển quốc gia không có được điều kiện này. Tấn Trường với kinh nghiệm dày dặn và lợi thế chiều cao, sải tay dài có thể lựa chọn hợp lý để chống lại chiêu bài phạt góc của Oman. Các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam, những người có chiều cao không tệ, cũng cần chọn vị trí kém người, hợp lý để giữ cho thủ môn một khoảng không gian để chủ động di chuyển. Nếu mãi bám theo cầu thủ đối phương, Quế Ngọc Hải và đồng đội có thể là vô tình cản trở những người gác đền của đội nhà. Trong bàn thua lượt đi, tầm với của Văn Toàn đã bị hạn chế vì cái lưng của một đồng đội. Hàng phòng ngự Ả Rập Xê Út và Nhật Bản đối phó với việc là cầu thủ Oman áp sát thủ môn bằng cách không làm gì cả. Khi bóng được treo đến sát khung thành, thủ môn của họ chủ động phản đoán, chọn điểm rơi bóng và lao ra đấm bóng, cầu thủ Oman bị thổi phạt. Bên cạnh đó thì khả năng ứng biến cũng rất là quan trọng. Oman cho thấy họ không chỉ có một phương án như vậy. Khi nhận thấy hàng thủ của đối phương được tổ chức tốt, những cầu thủ Oman áp sát khung thành sẽ lập tức kéo ra ngoài để thay đổi chiến thuật. Lúc này, nếu các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam không tỉnh táo, hệ thống phòng ngự phạt góc sẽ bị rối loạn. Một nguyên nhân quan trọng khiến cho đội tuyển Việt Nam thất bại trước đòn phạt góc của đối thủ trong trận lượt đi đó chính là tính bất ngờ. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò không có sự chuẩn bị kỹ, nhưng lý do này không thể chấp nhận trong cuộc tái đấu. Tôi đã hiểu kiểu đá của họ và đã chuẩn bị, đã có các phương án, các cầu thủ đã nhận biết rõ và có cách khắc chế điều đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ ở trước lượt trận về. Sau khi nhận ra những bài học đau đớn ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam không được phép thua với kịch bản tương tự.